Xin chào tất cả các bác, quay trở lại video tiếp theo của bên cửa hàng em. Vừa về một lô loa LA này, B3 này các bác. Đấy, và giờ CF, nhất là giờ CF các bác. Về đợt này khoảng tầm 30 cặp, 30 đôi loa giờ CF của Italy. Các bác về cả một container luôn các bác, về một container, khẳng định các bác về một container loa luôn các bác nhá. Rất nhiều các dòng loa. Đấy, và ngày hôm nay thì bên em tiện thể về hàng loa như này. Đấy thì cũng có một vài dòng sản phẩm lên gọi là báo giá cho bác luôn. Đấy, trước mắt thì ngày hôm nay thì hôm nay em vừa mới đi thanh lý của khách hàng thì có thanh lý được một đôi loa JBL này, con này là design USA, hàng sản xuất tại Đài Loan này các bác. Đó. Con này thì nó sẽ có một vài điểm như là gãy, cái này nó bị hơi xấu này là một này, hay là thùng vách nó có một vài lỗ như thế này. Và còn khi các bác mua những dòng sản phẩm này sẽ tặng kèm luôn những cái đôi chép này luôn nhá. Báo giá cho bác luôn trong ngày hôm nay với một cặp loa JBL. Con này sẽ là một bát 30 này, hai trung âm, ba con tép và một con tép kèm. Đấy, con này thì dòng loa này nghe nhạc rất là ok các bác. Con này nghe nhạc hát karaoke cũng được. Đấy, theo em là vừa hát vừa nghe nhạc đều được các bác nhá. Khách có thêm một cái đôi tép kia để trợ tiếng tép cho cái bộ này. Và riêng một cái bộ này ngày hôm nay thì bác nào lấy thì em sẽ xả hàng thanh lý cho bác duy nhất một bộ, một đôi này và tép kia nữa, giá tổng xỉ vả là 2.900.000 đồng. Đấy, thanh lý giá gọi là giá sập sàn cho bác. Con này thì em thu lại cũng đã 2.900.000 rồi các bác ạ. Thành ra là em để lại cho bác giá 2.900.000 luôn nha các bác nhá. Anh em và các bác nào ưng ý nhấc máy thì gọi điện sớm cho bên em, chốt luôn một cặp này. Đấy, có duy nhất một cặp thôi, được chưa ạ? Về hàng các bác, về hàng các bác nhìn nhá. Em về một cái lô này nó loanh quanh cỡ khoảng tầm cái lô này chuẩn luôn, không phải cỡ đâu mà là 30 đôi loa giờ CF, toàn bộ là dòng giờ CF mới các bác. Dòng giờ CF vỏ cong. Đấy, những dòng đời mới nhất 2021, đầy đủ tem mác. Đấy, số series các thứ cũng như là mã QR. Đấy, đầy đủ hết cho các bác luôn. Toàn bộ là hàng xịn đẹp các bác nhé. Hàng toàn bộ hàng xịn đẹp. Đây là một trong những cái dòng nâng cấp đời mới nhất của giờ CF hiện tại bây giờ. Chất âm cực kỳ là hay luôn. Và những cái dòng sản phẩm này thì em đã có những cái video bóc ruột gan cho bác rồi. Ở đây thì ngày hôm nay cũng tiện thể là bóc ruột gan cho bác luôn. Hôm nay đánh cho bác là mấy sản phẩm liền để các bác chơi luôn nhá. Đây các bác, giờ CF đây các bác. Đó, đây là phần e căng này, e căng của nó các bác nhìn nhé. Bên cạnh nó đều có những cái miếng mút như thế này để nó có thể là tránh cho việc là chảy xước những cái cạnh của vỏ thùng các bác nhé. Và đều có những cái lớp mút ở bên trong này để bảo vệ cái màng bát cũng như là tránh bám bụi các bác nhé. Đó. Và đây, ở đây thì em cũng đã bóc ruột gan của một sản phẩm ra đây rồi. Em sẽ bóc qua phần tép để các bác nhìn qua này. Đó, đây phần tép của nó này. Tép của JCF rất là to nhá. Con tép này đường kính của tép nó là 130cm. Đấy, 130mm, tức là 13cm nha các bác nhá. Côn con này là côn 44 các bác. Đánh cực kỳ cháy, tiếng rất là sáng và bay tiếng luôn. Còn đây là phần bát này. Phần bát thì nó cũng đã được nâng cấp lên rồi. Bát của nó toàn bộ là gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng các bác nhá. 1, 2, 3, 3 lớp sóng. Nó khác cái dòng cũ là 2 lớp thôi. Đấy, mẫu này thì nó đã là 3 lớp sóng rồi. Dòng của Italy cực kỳ xịn luôn. Và em sẽ bóc cái phần đây, cái phần này là phần bát này. Đó. Phần bát này em sẽ để lên đây. Các bác nhìn bên trong phân tần của nó nhá. Phân tần của nó rất là to các bác. Phân tần lớn này các bác. To hơn bàn tay các bác nhá, phân tần. Đó. Phân tần đầy đủ các cái cuộn tụ trở cũng như là cuộn cảm đầy đủ hết luôn, được chưa ạ? Đó, đây các bác nhá. Và phần đây là phần bát này, em sẽ quay cái phần bát cho bác xem thử luôn. Bát này cũng rất là nặng các bác nhá. Riêng phần bát này, củ bát của nó này, bát này là từ của nó là từ một, con này là từ 190 các bác nhá. Từ 190. Côn con này là côn 76 các bác nhá. Từ 190 côn 76. Đầy đủ thông tin các bác. Đầy đủ thông tin cho bác luôn ở trên cái củ bát này. Quan trọng là dòng sản phẩm made in Italy các bác nhá. Dòng made in Italy, hàng bãi xịn 100% luôn. Đợt này về cả một container này thì các bác thấy là bảo sao bên em bán có giá tốt cho bác, bởi vì là bên em bán giá rất bình dân cho các bác thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Đây là phía mặt đằng trước này. Đấy, củ bát này. Và đây phía mặt đằng sau các bác nhé. Đây phía mặt đằng sau, model E-Max các bác nhé. Dòng sản phẩm cực kỳ xịn và chất của thằng RCF như thế này. Và bên cạnh của nó đều có chữ Pro Sound dập chìm này các bác. Báo giá cho bác trong ngày hôm nay với mỗi cặp loa RCF như thế này, bên em báo giá cho bác chỉ với mức giá là 4.500.000 đồng một cặp các bác nhá. Đây, giá này gọi là giá sập sàn, đã bao gồm phí vận chuyển, phí ship cho tất cả bác rồi. Và bên em cam kết với các bác luôn là hàng đến tay các bác kiểm tra ngon lành cành đào, hàng không hay, không chất, không xịn, không lấy tiền các bác nhá. Bao zin, bao chuẩn hàng, bao kiểm tra, bao test cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái, phải lấy tiền. Hàng xịn,
đét mới phải thành tần các bác nhá. Đấy, ok. Và nếu như các bác mà đang ghép con súp con loa này thì các bác cứ mạnh dạn, nếu mà các bác nào thích chơi súp mạnh nữa thì chúng ta làm một cục súp này nữa. Đấy, súp của RCF, hàng súp RCF Bass 40. Các bác đi kèm cho em đôi loa này nữa thì nó cực kỳ là hay luôn. Đấy, bởi vì hai dòng này thường nó đi với nhau. Bác nào mà thích chơi riêng loa không thì em cũng nói, nếu bác nào mà chưa có bộ dàn nào thì chúng ta ghép bộ dàn, thì chúng ta cứ mạnh dạn ghép một đôi loa RCF hoặc hai đôi loa RCF với một cục súp của RCF này nữa là nó quá hay. Và một cục súp RCF này giá nó cũng ngang ngang dòng sản phẩm loa RCF nhá. Giá công khai cho bác là 4.500.000 đồng thôi. Đấy, con này thì nó không có thùng hộp thì để các bác giá rẻ các bác nhé. Còn có thùng hộp thì các bác cộng thêm cho em 100 nữa. Đấy thế thôi. Và báo giá cho bác hai dòng này rồi. Bác nào ưng ý thì nhấc máy gọi điện ngay cho bên em. Đấy, ok. Bên này thì báo giá cho bác về dòng sản phẩm loa B3 bãi xịn của Đức đây. Về tổng cộng lô lần này là về được 5 đôi loa B3 bãi xịn của Đức các bác nhá. Dòng loa hàng chính tông chính ngạch của Đức luôn. Dòng này thì các bác chơi âm thanh thì cực kỳ là hay luôn rồi. Riêng những dòng này các bác anh em nào mà biết thì những cái dòng loa của B3 thì chuyên gia là đánh trong phòng hát, trong các cái phòng bar club. Đấy, những cái dòng loa B3 này thì chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Từ tiếng bass uy lực mạnh mẽ cho tới tiếng tép sáng bay như ban ngày luôn các bác nhá. Tiếng bass đập rất căng luôn các bác. Anh em cảm tưởng như là khi mà những cái đôi loa B3 nó đập tiếng bass thì các bác cảm nhận như là tiếng nó rất là chắc tiếng, rất là sâu, mạnh mẽ và uy lực. Đấy, tiếng bass nó thả, những cái quả thả của tiếng bass của nó thì cực kỳ là hay luôn và rất là gấu luôn các bác nhá. Và mỗi một cặp B3 này thì báo giá luôn trong ngày hôm nay cho bác, mỗi một cặp B3. Bác nào mà đang có nhu cầu sắm một cặp B3 giá công khai cho bác 5.800.000 đồng một cặp. Đấy. Và bây giờ em sẽ bóc ruột gan ở đây rồi để tí nữa em sẽ review cho bác. Nhưng trước đó thì em sẽ quay qua một chút về mặt sau để các bác cùng ngắm thử qua đây. Đây, về mặt sau của nó đây. Đấy. Cái này thì các bác ngắm qua một chút về mặt sau. B3 Frog 12 các bác nhá. Beta 3 Frog 12, hàng sản phẩm chính ngạch, chính hãng của B3. Đấy, dòng sản phẩm của B3 thì cực kỳ là VIP rồi. Không cần phải bàn, chất âm thì rất là hay. Đấy, mà mức giá thì cực kỳ là bình dân luôn. 5.800.000 đồng một cặp, hàng bao zin bao test cho bác luôn. Nhận hàng được kiểm tra thoải mái nhá, test âm thanh ok, ngon lành cành đào mới phải thanh toán tiền. Hàng không zin, không chất, không chuẩn, không xịn thì em không lấy tiền, tặng cho các bác luôn, được chưa ạ? Đó, bên này thì em có bóc ruột gan ra đây cho các bác đây. Bác nhìn này, con này sẽ là dòng sản phẩm tép của nó đây các bác nhá. Tép của nó đây, tép cực kỳ là VIP luôn. Đấy, côn của nó, từ của tép nó cũng rất là to. Từ này cũng 130 đây, từ cũng 130, côn 44 các bác nhá. Đó, dòng này thì là bát của con này thì nó sẽ là bát của nó sẽ là bát 100 à bát bát này sẽ là bát con này như em đo là bát của nó là bát 20, từ 120, từ 120 côn 76 các bác nhá, từ 120 côn 76. Và con này là mà từ của nó là từ đen các bác nhá, từ toàn bộ là từ đen luôn. Và ở đây sẽ có một cái lớp lưới để bảo vệ lỗ thông hơi ở bên trong các bác nhá. Xương của con này toàn bộ là xương đúc 100% luôn, xương gang đúc các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, xương của nó toàn bộ là xương gang đúc cực kỳ là chắc chắn. Đấy, những cái dòng sản phẩm loa B3 Frog này nó là đời cao. Những con loa B3 này nó là đời cao các bác nhé. Những dòng B3G, dòng G hay dòng G nó sẽ không bao giờ bằng được những cái dòng Frog này các bác nhé. Dòng B3 Frog là những cái dòng loa gọi cao cấp nhất của thằng B3 này rồi. Chất âm thì vượt trội và rất là hay luôn. Dòng sản phẩm là thương hiệu của Đức, cực kỳ là VIP. Đấy, hai sắc loa này và B3 Beta 3 này, tem mác đầy đủ cho tất cả các bác nhá. Từ model này, số series các thứ đầy đủ hết cho tất cả các bác luôn. Hàng bao zin, bao chất, bao xịn, bao kiểm tra cho bác. Đây em sẽ bỏ cái cục này ra đây. Cái cục này nó cũng sẽ rất là nặng. Đấy, đây các bác nhìn cái màng bát, màng bát của nó đây. Đấy, phía mặt đằng trước đây, gân toàn bộ là gân vàng các bác nhé. Gân vàng, đấy, gân vải tẩm dầu vàng. Sờ vào vẫn còn độ dấp dính của dầu loa. Đấy, của dầu, của dầu của màng bát này. Màng bát này sẽ được tẩm một lớp dầu ở bên trên này. Nó làm cái màng bát này nó mềm hơn, đánh tiếng nó sẽ hay hơn các bác nhé. Và cái nón loa của nó sẽ là nón loa lõm các bác nhé, chứ không phải nón loa lồi như cái dòng khác. Đó. Còn bên trong phân tần đây, phân tần của nó cũng rất là to các bác nhé. Phân tần cũng rất là to luôn. Đó, phân tần rất là khổng lồ. Để các bác chơi dòng này thì rất là yên tâm luôn. Đấy. Con này mà chơi nhạc, anh em chơi sự kiện, anh em chơi ba bắp thì các thứ thì rất là hợp lý các bác nhé. Công khai giá bán rồi, 5.800.000 đồng một cặp loa B3 Frog 12 bãi xịn của Đức, chơi cực kỳ hay và cháy luôn. Anh em có nhu cầu sắm sửa dòng này thì phải liên hệ sớm với bên em nhá. Còn nếu như bác nào đang chơi một đôi loa B3 này rồi mà anh em vẫn cảm thấy tiếng súp nó kém thì anh em cứ đầu tư cho em thêm quả súp B3 bãi Đức này nữa. Đấy các bác nhá,
nó đi kèm với nhau luôn. Loa B3 anh em chơi với súp B3. Con súp B3 này hiện tại bây giờ báo giá cho bác là 3.500.000 đồng một chiếc. Đấy, con này thì hiện tại bây giờ em còn 1, 2, 3, 4 chiếc B3 này nữa. Giá bán rất chi là bình dân để cho anh em chơi. Đấy, dòng này thì đầy đủ cắt tần, đảo pha, tăng giảm volume. Đấy, đầy đủ hết cho các bác luôn nhá. Và dòng này công suất của nó cũng rất là lớn, loanh quanh gần 1.000W cho dòng sản phẩm này. Đấy, con này thì chơi cũng rất là hay rồi. Bát 30, à bát 40 các bác nhé, xin lỗi các bác. Bát 40, đấy con này từ to, hôn to. Giá bán công khai là 3.500.000 đồng một chiếc. Đấy, anh em nào có nhu cầu sắm sửa thì phải alo nó sớm cho em nhá. Ok, ở clip lần này thì em lên cho bác một vài dòng sản phẩm thôi. Kể cả những dòng loa LA này nữa thì chắc là clip sau thì em sẽ giới thiệu đến cho bác sau những cái cặp loa LA CV12 này, hàng bãi Mỹ này, được chưa? Ở clip lần này thì em giới thiệu cho bác hai dòng sản phẩm vậy thôi. Những bác nào đang quan tâm bất cứ một dòng sản phẩm gì thì có thể liên hệ sớm với bên em các bác nhá. Còn bây giờ có lẽ bên em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào ạ.